mời các bạn nghe đọc truyện đọc giả thứ bảy của tác giả Lôi Mễ được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. Hồi tưởng, hắn trầm luân, hắn xa ngã, các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo. Hãy biết rằng hắn xa ngã thì vẫn cao cao phía trên các ngươi. Hắn vui quá hóa buồn nhưng cường quang của hắn sẽ nhanh chóng thu các ngươi xa vào hắc ám ni thái tôi đã ngủ bao lâu hiện tại tìm hiểu việc này đã không còn ý nghĩa nữa tôi không tình nguyện mở mắt trong mũi tràn ngập đủ loại hương vị khả nghi tôi hít hít mũi nhận ra mùi thịt kho tàu thịt bò hành tây gà rán kfc rượu trắng kém chất lượng đậu tương có chút giống mùi lúc vừa cởi giày tàu và trung quốc vĩnh viễn là như vậy giống như một căng tin của doanh nghiệp để đến khuya nếu chẳng may bạn không mua được vé giường nằm mà chỉ có thể chen chúc tại ghế cứng trong toa hành khách thì thức ăn này giống như mua trong căng tin đã để qua đêm mà kể bạn có thích hay không nhận hay không đều phải nuốt xuống mà hương vị kia cảm nhận tựa như sương mù thật dày dính dính phủ trong mắt bạn tôi vặn mở một chai nước khoáng một hơi uống gần nửa chai sau đó chậm rãi từ trong túi lấy ra kính mắt đeo lên trước mắt mọi vật đều trở nên rõ ràng đối diện tôi là một người trung niên vẻ mặt chết lặng mặc áo bành tô dày trong tay nắm chặt một chiếc cặp da thuộc màu đen Hai tay che kín nếp nhăn Thô giáp không chịu nổi Giày ra dưới chân nứt toạc Mở mịt nhìn ngoài cửa sổ Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi Quần áo bình thường Diện mạo bình thường Nhắm mắt lại nghe MP3 Hàng trong nước dùng đã lâu rồi Bên trái tôi là một cụ già giống tôi Đang dựa trên bàn ngủ một chút nước bọt vẫn còn lưu lại trên khóe miệng tạo thành một bãi lòe nhòe phát sáng trên bàn tôi không hứng thú thu hồi ánh mắt buồn tẻ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đang vào mùa xuân thời gian này bầu trời đầy sương mù tàu hỏa vừa vặn đi qua một mảnh ruộng hoang vắng không có nông dân gieo trồng như trong tưởng tượng ngay cả đầu ngưu cũng không nhìn thấy Ngẫu nhiên, thoảng qua mấy gian nhà tấp bé, có thể trông thấy một vài đứa nhỏ mặc áo bông thật dày, chơi đùa trước cửa. Bọn chúng đang chơi gì? Hạnh phúc của trẻ con chính là đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ là chạy nhảy trong bụi đất, cứ để cho bọn chúng vui vẻ đi. Ai? Tôi giữ chặt nhân viên phục vụ, đang cố sức xuyên qua đoàn người. Khi nào có thể bổ sung vé giường nằm? đợi lát nữa đi không thấy hiện tại đang bội hay sao nữ nhân viên dương ra, dương ra khuôn mặt to sốt ruột nói thật đáng ghét mùa xuân đều đã trôi qua còn nhiều người như vậy bà nhìn đám người chen chúc trong xe mà những người đó đang tràn đầy mong đợi nhìn vào chỗ ngồi của người phía trước hy vọng người ngồi bên cạnh bọn họ đứng lên xuống xe mà tầm nhìn của tôi dừng ở hai người ngồi xéo trước mặt. Đó là đôi nam nữ. Nữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nam ngồi bên người cô, ghé vào trên bàn. Cô gái kia rất trẻ tuổi, hình như là sinh viên. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi, thỉnh thoảng khẽ đẩy nam nhân bên cạnh một chút. Người nam kia mỗi lần bị đẩy ra một chút, lại ngoan cố lần nữa dán qua. Tôi chú ý tới bả vai nam nhân hơi động. <laughs> Tôi nhẹ giọng cười. Cô gái kia thần tình, đỏ bừng núp vào trong, nhìn xung quanh. Hành khách xung quanh e rằng đã có người phát giác hành động của nam nhân, thế nhưng không ai đáp lại ánh mắt của cô gái. Tất cả mọi người trầm mặc, tựa như che giấu một bí mật trong lòng không nói ra. Động tác của nam nhân càng lúc càng lớn, trong mắt cô gái bắt đầu ngấn lệ. Tôi đứng lên, đi đến bên cạnh nam nhân kia lập tức đã có người ngồi vào vị trí của tôi còn thoải mái thở dài một tiếng ê tôi vỗ vỗ bà vai nam nhân đổi chỗ tôi chỉ chỗ ngồi của tôi nam nhân kia ngẩng đầu trên mặt biểu tình chật vật kịch quái gì tôi nói đổi chỗ tôi bình tĩnh nhìn hắn vẻ mặt của nam nhân nhanh chóng từ chật vật biến thành hung ác coi như không can hệ gì tới mình đổi chỗ tôi nhìn mắt hắn nói nam nhân kinh ngạc nhìn tôi người xung quanh cũng nhìn tôi tôi mỉm cười nhìn hắn hắn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt chỗ nào tôi chỉ chỉ về phía sau hắn đứng lên tôi chú ý tới hắn so với tôi cao hơn một chút đại khái một mét tám tôi đem bao ném ở trên bàn ngồi xuống người xung quanh cũng lắc lư ngồi dậy mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm có người tò mò đánh giá cô bé kia cũng có người nhìn chằm chằm tôi tôi ôm bả vai nhắm lại hai mắt một lát sau cảm giác có người khẽ kéo cánh tay tôi tôi mở to mắt cô gái bên cạnh hướng tôi ngượng ngùng cười cười đưa qua một tờ giấy trên đó viết cảm ơn tôi cười cười xem như đáp lời lần nữa nhắm mắt lại Tòa xe số 9 bổ sung giường nằm nhanh lên. Tôi đáp ứng đồng thời cảm giác được tốc độ xe chậm lại, hẳn là sẽ nhanh đến trạm tiếp theo. Tôi đứng lên, duỗi thắt lưng lười biếng, cầm lấy túi của mình. Cô bé kia nhìn tôi. Tôi do dự một chút, xoay người đi đến bên cạnh nam nhân kia. Tên kia đang cúi đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi khom lưng nhẹ giọng nói: người đã đến chạm xuống xe đi nam nhân dường như hoảng sợ không có ta đi thành phố a tới rồi xuống xe đi nam nhân tựa hồ bị chọc giận còn mẹ nó người thật quá đáng tôi nhìn hắn nụ cười trên mặt dần rút đi xuống xe nam nhân nhảy dựng lên thò tay tóm lấy tôi tôi chặn tay hắn từ trong ví xuất ra chứng minh cảnh quan ghim ở trước ngực. Con mắt và miệng của nam nhân cùng biến thành ba hình chữ O. Xin đương tay. Xuống xe cho ta. Ta sẽ không làm gì ngươi. Tôi khom người nhẹ giọng nói. Đừng tự tìm phiền toái, ok. Lúc này xe đã tiến vào chạm. Nam nhân nhanh chóng đứng lên, chen vào đoạn người bội vã xuống xe. Ngoảnh lại thoáng oán hận nhìn tôi. Đêm đã khuya, tôi không ngủ được có lẽ do ban ngày đã ngủ nhiều toàn bộ mọi người ở toa nằm lúc này thay nhau vang lên tiếng gáy mà tôi một mình ngồi bên cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt đoàn tàu vững vàng mà thần tốc lao đi thỉnh thoảng chấn động theo quy luật nhưng xe tối tăng chỉ có toa hành khách tiếp nối nơi nào đó vẫn sáng một ngọn đèn bóng đêm ngoài cửa sổ đen đặc như mực giữa mảnh đen kịt kia thượng hồ cất giấy vận mệnh chưa được biết bí mật che giấu trong bóng tối khiến ta bị hấp dẫn có lẽ đây là vận mệnh của tôi cửa đoàn tàu mở ra hai thân ảnh mờ nhạt đi đến một là nhân viên tàu người kia thấy không rõ nhưng có thể nhận ra là một cô gái đại khái là vừa mua vé bổ sung hành khách nhân viên tàu đem cô bé kia sang vào một ghế lô, dặn dò vài câu thì ngáp rồi rời đi. Cô bé kia sột xoạt đem hành lý thu xếp trải lên trên, cầm một cái lý đi ra nhìn đông nhìn tây, liền hướng về phía tôi đi đến. Là anh hả? Tôi ngẩng đầu là cô bé ban sáng kia. Ừ. Cô bé kia rót nước từ trong bình thủy dưới chân ra, kéo xuống ghế dựa ngồi đối diện tôi anh là cảnh sát tôi nghiêng đầu sang chỗ khác ừ hai tay của bé kia nắm lấy ly ngượng ngùng và cười cười cô không cần khách khí cảm ơn đây là việc nên làm người kia không phải đã xuống xe rồi sao sao cô lại đến nơi này cô bé kia nhìn tôi trong ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm cười anh đã ở đây nên nơi này tương đối an toàn tôi im lặng cười cười âm ừ, anh nhất định đã tóm không ít kẻ xấu phải không? trầm mặc thời gian dài, tôi xuất ra một điếu thuốc châm lửa. dù sao cũng không ngủ được. anh kể cho tôi vài câu chuyện bắt kẻ xấu đi. trong ánh mắt của bé tràn ngập tò mò và mong ngóng. tôi nhìn cô, đột nhiên cảm thấy ánh mắt cô rất giống lục hải yến đơn thuần trong sáng. tôi hút điếu thuốc. được rồi tại trong xe vào một đêm khuya tôi đem những câu chuyện nói cho một thiếu nữ xa lạ nghe có lẽ đây không phải là câu chuyện mà là một đoạn hồi ức song hồi tưởng chuyện cũ không phải lúc nào cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ nếu có thể tôi tình nguyện đem chúng nó chưa từng phát sinh có lẽ ngô hàm chu quân trương giao lưu kiến quân tôn phổ các người cũng hy vọng chúng nó chưa từng phát sinh. Thế nhưng nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Chương một, người chết đầu tiên. Năm 1999, Phương Mộc 21 tuổi, một khu nhà ở phố C cấp cho sinh viên đại học năm ba. Đêm cuối mùa thu, thời tiết đã thật lạnh, lá khô dưới khắp nơi trên đất. Gió từng trận nối tiếp nhau thổi mạnh. Từ trong phòng tự học đi về phòng ngủ, bọn sinh viên đều rụt cổ, lớn tiếng cười nói với người trở về ký túc xá. Khu 2 là một khu nhà tập thể dành cho nam sinh, cũng là khu nhà cũ nát nhất trong trường đại học này. Truyền thuyết kể rằng khu 2 được xây từ thời kháng Nhật, là công trình nho nhỏ của Nhật Bản. Đồ của bọn quỷ xâm lược này chất lượng nhất định vượt trục. Hơn 10 năm qua, ngôi nhà cổ này vẫn thủy chung, đứng im với vườn trường, trừ bỏ có chút ẩm thấp còn lại rất kiên cố. Mà ẩm thấp cũng không phải là chuyện gì xấu. Các sinh viên tốt nghiệp khóa trước có một chuyện cười. Tòa nhà này vĩnh viễn không có khả năng phát sinh hỏa hoạn bởi vì chẳng có ai đi phóng hỏa cũ thì cũ trong mắt nam sinh ký túc này lại là một nơi vô cùng quý giá vì sao bởi vì thời điểm cấp trên đến kiểm tra vệ sinh nhà trường vĩnh viễn sẽ không kiểm tra toàn bộ khu nhà này các nam sinh cũng vui vẻ nhàn hạ tại đây khắp chốn đều là rác rưởi vỏ chai bia chuột nhà một đám nam sinh vô tâm vô phế khoái khoái lạc lạc sinh hoạt 11 giờ 30 tối trước khi tắt đèn là thời điểm náo nhiệt nhất của khu 2 Mọi người đi dép lê, đắp khăn mặt, bưng chậu rửa mặt. Người từ nhà vệ sinh công cộng đến ký túc xá qua lại không ngớt. Trong hành lang mùi khói thuốc nhàn nhạt, khắp nơi, đôi khi còn có thể nghe những lời thô tục sang sảng vang lên. Thỉnh thoảng có người thừa dịp đối phương đang bồi đầu rửa mặt nhấn xuống. Đưa đến một trận cười đùa Cùng tiếng chửi rủa. Trong phòng ngủ 352 Một nam hải đang dùng khăn mặt Cố sức lau khô tóc Bỗng nhiên đem khăn đến trước mũi người người Hừm, Khăn mặt ta sao lại Có chỗ bị dưa muối Nam sinh còn lại trong phòng ngủ Đang ở trước bàn ăn mì gói Nở nụ cười. cười Sẽ chiều hôm nay Hình như lão tứ Dùng khăn mặt của cậu lau chân đấy hắn một hơi nuốt xuống sợi mì. Thằng nhãi đó lúc ấy mới vừa đã bánh xong. Nam Hải đem khăn mặt quảng trở lại trong chậu, mở phăng cánh cửa, hướng về phía nhà vệ sinh hô to. Trục lão tứ, còn mẹ nó cậu là heo hả? Trong phòng ngủ vài người cười ẩm, vài giây sau, một người mập mạp, miệng ngậm bàn chải đánh răng vọt vào. Ai hỏi đó? Nam Hải cầm khăn mặt trong tay run rẩy không nói lời nào. Tên mập mạp xấu hổ cười cười. Ôi ôi, lục đệ ạ, à? ngượng ngùng a. À? Nam Hải nói, ngựa ngùng thì sóng sao? Đầu của tớ phải tẩy trắng toàn mùi dưa muối. Kìa vừa lúc không phải lão nhị đang ở trong phòng ăn mì gói sao? Cậu đem khăn mặt nhúng vào cái bát hắn, hắn đỡ phải tốn dưa muối rồi tuyển béo chết tiệt, Nam Hải xông lên làm bộ muốn đánh hắn. Trúc lão tứ cười trốn ra ngoài. Không thể trách tứ, ai bảo cậu mua khăn mặt cùng màu với khăn mặt của tứ? Hừm, khăn mặt tứ là màu lam, khăn mặt cậu vốn là màu trắng. Trong phòng ngủ cười ầm. Lão lục gãi gãi tóc, đưa nắm tay lên mũi người người. Hừm, cứ như vậy đi, ngày mai nói sau vẫn rơi dép lê chui vào ổ chăn trong phòng ngủ vài người đang đọc sách nghe nhạc yên lặng chờ tắt đèn lúc này cửa bị đẩy ra một nam sinh nhỏ người chui vào trong tay bưng một nồi cơm inox thẳng đến bên phích nước nóng dưới cửa sổ cầm lấy một cái lắc lắc chống không cầm cái kia vẫn chống không hừm phòng ngủ của các người sau lười quá vậy nước sôi cũng không có mau mau đi xuống nấu cho tớ một ấm không hai ấm tớ ăn xong mì còn ngâm chân lão lục cười với gã nói từ đây có nước sôi người nhỏ con lập tức sáp lại lão lục vén chăn nhưng mà không quá nóng 36 độ 8 cộng muốn không người nhỏ con lại xông một bóp cổ lão lục lão lục dễ như trở bàn tay đem người nhỏ con ấn trên giường phỉ lễ Người nhỏ con hô to Vài người khác trong phòng ngủ cũng xông lại đè xuống Người nhỏ con cuốn quyết cầu xin tha thứ Dừng lại đừng ấn nữa Lão Lục vội vã nói Đừng làm bừa Đêm nay tớ còn phải ngủ trên giường này đó Vài người cười buông lỏng người nhỏ con ra Người nhỏ con a u Rồi đứng lên Mẹ ơi Mì ăn không được Phương Mọc cho chút giấy lão lục nói, hừm, chủ quân còn mẹ nó, cậu ngay cả giấy vệ sinh cũng không có hả thò tay lấy nửa cuộn giấy trên gối ném cho gã. chu quân tiếp tục nhận giấy cũng không đi, ngồi bên giường của phương mộc tán gẫu vài người khác. phương mộc nói, cậu còn không mau đi, một hồi nhịn không được lại đại tiện trên giường của tứ. chu quân nói, đợi lát nữa hiện tại cảm giác không mãnh liệt phương mộc bày sách đang xem ra nói với lão ngũ chủ quân cậu thằng nhái này thật quái người ta đều là buổi sáng thức dậy đi cậu khăng khăng đi buổi tối cơm chiều có thể là hoàn toàn tiêu hóa sao chủ quân lập tức vực dậy tinh thần cậu đây sẽ không hiểu buổi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ đại tiện là khoa học nhất cậu nghĩ nhiều thứ dơ bẩn như vậy ở trong bụng người một đêm có thể được sao lão ngũ nhìn đồng hồ sắp tắt đèn rồi cậu còn chưa đi phương mộc nói tiên ngốc này cứ như vậy mỗi lần sau khi tắt đèn đều đi đại tiện thật giống quỷ đúng rồi cậu có phải tìm một nữ quỷ cùng nàng hâm nóng quan hệ không chủ quân vẻ mặt say mê nói đúng vậy Bồi dưỡng một tiểu quỷ giúp ta làm bài thi. Ha 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 ha, cậu không sợ tinh tấn nhân vong. Lúc này, đèn xoát một tiếng tắt phụt. Trong phòng ngủ, một mảnh đen kịt. Mọi người đang đọc sách không hẹn mà cùng a à một tiếng. Lên nghe thấy âm thanh sột soạt vào ổ chăn. Chu quân đứng lên nói. Đi đi, trở về uống nước, đi vệ sinh tìm nữ quỷ đấy. Ở ờ, cút đi chu quân giặt cánh cửa rời đi phương mộc lui vào ổ chăn thấy giường trên trống không ngô hàm đấu lão tam hôm nay trực ban không biết ai trả lời một tiếng mọi người trầm mặc một hồi có người nhẹ giọng nói lão tam rất khó khăn phương mộc nói lão tam còn chưa nộp học phí sao trục lão tư nói còn sớm thiếu hơn bốn ngàn đấy phương mộc không lên tiếng lui trong ổ chăn nghĩ chuyện giữa anh chàng mông lùng nghe cửa sổ đối diện phòng ngủ 351 mở ra có người thì thầm hát phương mộc lớn tiếng hô tỉnh tận nhân vong sau đó nghe tiếng chu quân hay đổ ngu tiếng dép lê lạch tạch dần dần tiêu thất hết thầy trở lại yên tĩnh người trong phòng ngủ cũng chậm rãi nhập mộng đẹp tiếng ngáy lúc chậm lúc bỏng dần vang lên gió ngoài cửa sổ vẫn thổi mạnh thỉnh thoảng có lá khô xoay tròn đập vào thủy tinh song không ai nghe thấy một thanh âm rất nhỏ sáu người không năm người như thường ngày đang ngủ say trong căn phòng cũ nát lộn xộn này bọn họ không chút nào hay biết bắt đầu từ ngày hôm nay hết thầy đều không còn như trước phương mộc bừng tỉnh chính xác mà nói là bị đánh thức cậu cố sức mở mắt ra phát hiện trong phòng ngủ không một bóng người, chân mền của mọi người cũng hỗn độn chất đống trên giường. đám quỷ lười này đã chạy đi đâu? hành lang một mảnh ẩm Mỹ Phương Mộc đeo mắt kính ngồi xuống, duỗi thắt lưng mệt mỏi, mang dép lê mở cửa đi ra ngoài. ai à, cảnh tượng thật hoành tráng, dường như toàn bộ người trong khu đều tập trung đến hành lang này. mọi người quần áo khác nhau có người mặc đồ thể thao, có người khoác chăn, có người rõ ràng chỉ mặc quần lót, ôm bà vai. thế nhưng vẻ mặt mỗi người đều giống nhau, nhìn hướng nhà vệ sinh biểu tình khủng bố. làm sao vậy? Phương Mộc thấy được Trúc Lão Tứ, hắn lớn lên to mồm, đứng nhìn cửa nhà sĩ. Dì tôn quản lý viên đang hướng bên trong nhìn xung quanh. Lão đại phòng 351 ngồi dưới đất, trên người khoác một tấm thảm, ánh mắt thẳng tắp, thảm trên người không ngừng run lên. Trục lão tử quay đầu lại, chừng mắt phương mộc, lại nói không ra lời. Rốt cuộc làm sao vậy? Chắn đầy trước nhà vệ sinh. Phương Mộc nhìn đống người xung quanh, cũng không phải lần đầu tiên thế nào kích động như vậy. Lão Lục phòng 351 nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng nói hình như là Chu Quân đã chết trong nhà vệ sinh. Chương 2 điều tra. Trần Bân là một nam tử trung niên ngoài 40 từng là quân nhân, sau khi xuất ngũ được trực tiếp phân tới làm võ sư cho trường đại học sư phạm, sau đó trở thành bảo vệ nơi này. Năm ngoái được lên chức trưởng ban ở ban bảo vệ trường học đại học sư phạm, ngây ngốc hơn 10 năm. Trần Bân chính là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Tiếp đãi bộ phận điều tra hiện trường của cục công an đến, Trấn An sinh viên hướng lãnh đạo trưởng báo cáo. Sau khi chăm lo mọi việc đến sứt đầu mẹ chán cho tới trưa, không đợi thở được một hơi, phòng bảo vệ gọi điện tới nói người của cục công an đến. Thế nào rồi mới đến? Trần Bân bất mãn lầu bầu, bội vã chạy về phòng bảo vệ một nam tử sắp xỉ tuổi hắn ngồi bên cạnh bạn vẽ mặt vẻ mặt uể oải. Trước khi chạy đến thì cục hình ảnh thành phố đang báo cáo cho ông tình hình khám nghiệm hiện trường vừa rồi. Nam tử buông mắt suy nghĩ, diện vô cảm biểu tình mà nghe. Thấy Trần Bân đi vào, nâng mắt khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Người đầu tiên phát hiện thi thể chính là lão đại của phòng 351, Tôn Khánh Đông, Nam người tỉnh Hà Nam, 21 tuổi. Khoảng dạng sáng hôm nay, tôn Khánh Đông rời giường đi nhà xí. Lúc ngái ngủ tựa hồ trông thấy thời điểm hắn ra ngoài là khoảng 11 giờ 30, thì chủ quân đang ngồi xổm đại tiện trong nhà vệ sinh. Tôn Khánh Đông thuận miệng nói câu: "Cậu vẫn chưa đi xong ư? Không sợ bị bệnh trĩ à?" Trở về phòng ngủ, sau đó vẫn luôn ngủ rất sâu. Sáng sớm 5 giờ 30 phút tôn khánh đông thức dậy chạy thể dục sáng lúc đi vào nhà xí trông thấy chu quân vẫn ngồi xổm trong nhà vệ sinh tôn khánh đông rất kỳ quái tiến lên vỗ đầu chu quân một cái đối phương không phản ứng lại để một chút chủ quân vẫn duy trì tư thế ngồi xổm rồi cứng ngắc ngã về phía trước tôn khánh đông lúc ấy sợ hãi ngồi bệt dưới đất gần như dùng cả tay chân chạy xuống dưới lầu thông báo cho quản lý viên tôn mai tôn mai không hề động đến thi thể trực tiếp báo cảnh sát nam tử sau khi nghe xong nửa ngày cũng không nói gì nhất thời trong phòng lâm và trầm mặc trần bân nhìn tất cả mọi người không lên tiếng thanh thanh của họng nói chuyện bất hạnh phát sinh như vậy trường chúng ta cảm thấy vô cùng đau lòng cảm thấy được công tác bảo vệ vườn trường của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành tốt hiệu trưởng đã yêu cầu chúng tôi tích cực phối hợp cộng tác với ngành công an tranh thủ sớm ngày phá án cán bộ phòng bảo vệ một bên không ngừng vội vàng giới thiệu đây là trưởng ban của nhóm chúng tôi trần bân trần bân cẩn thận gật đầu nam tử nhìn trần bân vẫn không nói gì cảnh sát nhân dân 110 bên cạnh nói đây là phó đội trưởng đại đội cục hình cảnh thành phố của chúng ta hình chí sâm hình chí sâm đứng dậy đi xem hiện trường Hiện trường nằm ở nhà vệ sinh cuối hành lang lầu 3 bên trái. Đây là một nhà vệ sinh công cộng, phân thành hai phòng trong ngoài. Phòng ngoài là phòng tắm, hai hàng vòi nước hai bên. Phòng trong là nhà xí. Bên trái là bệ tiểu tiện, phía bên phải là bệ đại tiện. Tổng cộng bốn bệ ngồi trồm hổm. Chính giữa mỗi cái dùng một bức tường xi măng cao 1,5 thước ngăn cách. Một cảnh sát lấy tay chỉ chỉ người chết lúc được phát hiện đang ngồi trồm hổm ở nơi đầu tiên hình chí sâm đi lên trước đây là một không gian ước chừng một thước vuông hai bên nửa khép kín ẩm ướt không sạch không phát hiện vết máu rõ ràng hiện trường khảo sát xong rồi đúng vậy người chết là bị siết chết bước đầu kết luận là bị sát hại báo cáo khám nghiệm hiện trường và kiểm nghiệm tử thi buổi chiều sẽ có hình chí sâm gật đầu nhìn tượng xi măng một chút, xoay người rời đi. Trở lại trong hành lang, hình trí sâm nhìn một chút dãy phòng ngủ hai bên, quay đầu hỏi Trần Bân. "Sinh viên đầu tiên phát hiện thi thể ở đâu?" Trần Bân nói, "Sinh viên kia còn trong phòng ngủ, có chút bị dọa sợ, xin nghỉ ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Tôi muốn gặp hắn nói chuyện." Đoàn người đi đến trước cửa phòng 351, Trần Bân gõ cửa bên trong truyền đến một giọng nam ai hả phòng bảo vệ mở cửa cửa mở một nam sinh để bọn họ vào phòng một nam sinh nằm dưới giường sắc mặt trắng bệch ngồi dậy đây là người đầu tiên phát hiện người chết gọi tôn tôn trần bân nói tôn khánh đông nam sinh mở cửa nói hình chi sầm nhìn hắn cậu là ai nam sinh có vẻ rất khẩn trương tôi tôn khánh đông nói là bạn chung phòng của tôi hắn đỏ mặt nói tôi một mình trong phòng có chút sợ hãi hình chí sâm cười cười tôi có thể nói chuyện với cậu được không được nam sinh mở cửa biết điều tiêu sái đi ra ngoài đóng cửa lại hình chí sâm ra hiệu tôn khánh đông nằm xuống nhưng không nói lời nào mở trong phòng ngủ thong thả bước đi cao thấp đánh giá hai bên phòng ngủ đây là một phòng ngủ sáu người hai hàng giường ngủ cao thấp phân ra hai bên trên giường hoặc lộn xộn hoặc ngăn nắp chỉ có cái giường phía dưới gần cánh cửa trống trơn sạch sẽ chỉ có một tấm chiếu giường này của ai vậy hình chí sâm lấy tay chỉ chỉ của chu quân đồ đạc đã bị các anh cầm đi chính là hắn chết một viên cảnh sát nói bên tai hình chí sâm hình chí sâm nhìn tôn khánh đông hắn vội ngồi xuống vẻ mặt khẩn trương nhìn hình chí sâm hình chí sâm bình tĩnh nói nói tình huống cậu biết đi những gì tôn khánh đông nói cùng những gì hình chí sâm nghe được lúc trước căn bản giống nhau cuối cùng thời điểm hình chí sâm chuẩn bị đi tôn khánh đông ấp úng tựa hồ kiểu muốn nói lại thôi hình chí sâm phát giác ra hắn hỏi còn gì muốn bổ sung tôn khánh đông dường như hạ quyết tâm rất lớn nói chủ quân tối qua lúc ra ngoài đi nhà xí dường như ở trong hành lang cùng người khác nói chuyện còn mắng người kia hình chí sâm hỏi là ai tôn khánh đông lại úp úp mờ mờ nửa ngày mới nói nghe thanh âm hình như là phương mộc cùng phòng đối diện sau đó lại bổ sung nói hắn chỉ loáng thoáng nghe được không nhất định chính xác hình chí sâm suy nghĩ một chút nói với trần bần gọi phương mộc kia đến đây phương mộc đang trong lớp bị kêu đi lúc ấy đang trong giờ lịch sử tư tưởng pháp luật tây phương sách giáo khoa môn này buồn tẻ nhạt nhẽo hơn nữa trong trường xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người đều không còn lòng dạ nào nghe rằng các nữ sinh vừa tò mò lại vừa sợ hãi hướng phía nam sinh hỏi thăm tình huống lúc đó có mấy nữ sinh bình thường cùng chu quân quan hệ không tồi còn rơi lệ không khí trong lớp học tràn ngập hưng phấn mà quỷ dị mỗi người đều trộm đánh giá những người khác thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nghị luận hai bên hoặc trao đổi ánh mắt mê man không lý giải được hoặc bừng tỉnh đại ngộ phương mộc ghé vào trên bàn trong lòng có loại cảm giác khác thường chu quân đã chết nam sinh bóc người nhỏ bé bình thường thích nói thích cười kia đã chết. Tôi hôm qua gã còn thân thiết, mắng một câu đổ ngu với mình, mà nay đã sớm biến thành một khối thi thể lạnh băng. Có lẽ đây là câu nói cuối cùng trong cuộc đời của gã. Nếu một người thích nói đùa như vậy, biết câu nói sau cùng của mình là một câu thô tục, chẳng biết sẽ có cảm tưởng như thế nào đây. Phương Mộc đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra một cán bộ bảo vệ đi tới đối với giáo viên đang lên lớp gật đầu tìm một học sinh sau đó đối với học sinh trong chốc lát lặng ngắt như tờ nói phương mộc phương mộc đâu phương mộc nhất thời không kịp phản ứng người bên cạnh đẩy đẩy cậu mới đứng lên tôi ở chỗ này cậu ra đây một chút tối đúng nhanh lên một chút phương mộc đầu óc mông lung thu thập xong túi sách giữa những ánh mắt khác nhau của người khác đi ra ngoài vừa đóng cửa chợt nghe trong phòng học vang lên tiếng huyên náo phấn khích phương mộc bị đưa đến phòng bảo vệ vừa vào cửa vài người trong phòng đem ánh mắt quét qua tập trung trên người cậu trưởng ban trần bân chìa chìa một cái ghế nói ngồi xuống đi mấy vị này là đồng chí của cục cảnh sát muốn tìm cậu hỏi thăm chút tình huống Phương Mộc thuận theo ngồi xuống. Tận lực muốn cho bản thân có vẻ bình tĩnh, thế nhưng càng như vậy bản thân lại càng khẩn trương, cảm giác tay đều toát mồ hôi. Cậu gọi là Phương Mộc. Một cảnh sát thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi hỏi. Đúng. Khoa nào? Khoa luật. Người ở đâu? Ở thành phố này. Cậu tối qua có đi đâu không? Không đi đâu cả, ngủ trong phòng. Phương Mộc lại bổ sung một câu: Người trong phòng chúng tôi có thể làm chứng. Cảnh sát trẻ tuổi cười cười. Cậu đừng khẩn trương, chỉ là lý giải chút tình huống. Phương Mộc cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm: Tôi không khẩn trương. Tôi qua cậu và người chết có tiếp xúc sao? Um, nói đúng ra là có chuyện sao? À, có. Phương Mộc đem tình cảnh tối qua Chu Quân sang muốn nước sôi và giấy vệ sinh đại khái miêu tả một chút. Sau khi tắt đèn thì nói gì với nhau? Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhúc nhích trên ghế, cứ coi như chưa nói đi. Cái gì gọi là cứ coi như chưa nói đi? Các cậu đã nói cái gì? Trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người theo dõi cậu, tình tận nhân vong. Phương Mộc mất nửa ngày mới mạnh mẽ nói: "Cái gì? Chính là câu nói vui đùa. Cậu ấy nói muốn đi vệ sinh để gặp nữ quỷ. Tôi cách cánh cửa hô thế." Vài người thanh niên cười cười. Trần Bân hơn 40 tuổi, thần sắc vẫn đang mù mịt, không hiểu tình hình. Cậu ấy đã nói gì? Phương Mộc khó xử nhìn cảnh sát, không lên tiếng. Nói đã nói gì? Một câu thô tục. Câu thô tục là gì? Đồ ngu. Không ai cười. Phương Mộc cảm giác được. Thời điểm cậu bị hỏi, người cảnh sát lớn tuổi ngồi bên cạnh bàn kia, luôn nhìn mình chằm chằm. Phương Mộc đưa mắt rời về phía ông. Đó là người cảnh sát đặc biệt, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lại bất động thành sắc. Chạm đến ánh mắt của Phương Mộc, ông không hề né tránh nhưng phương mộc cảm giác được ánh mắt kia không phải là hoài nghi ánh mắt này khiến phương mộc bình tĩnh rất nhiều sau đó cảnh sát trẻ tuổi lại hỏi thêm mấy vấn đề để phương mộc rời đi một trong một chốc phương mộc mở cửa ra vị cảnh sát lớn tuổi kia đột nhiên hỏi cậu cảm thấy chu quân là người như thế nào tay phương mộc dừng trên cánh cửa nghĩ nghĩ một người rất tốt đôi khi có chút ồn ào vị cảnh sát lớn tuổi như có điều suy nghĩ gật đầu, phất tay bảo Phương Mộc rời đi. Chương 3 ta là hung thủ. Lúc sáng sớm, Hình Chí Sâm bước vào văn phòng, báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo điều tra hiện trường đã được đặt trên bàn. Người chết tên là Chu Quân, nam, 21 tuổi, người Quảng Tây, sinh viên năm ba đại học sư phạm khoa luật nguyên nhân cái chết là do bị siết đến ngạt thở. Thời điểm tử vong là từ 11 giờ 30 phút tối đến dạng sáng 12 giờ. Từ dấu vết và màu sắc quanh cổ, nhìn vết dây rộng 8 mm và chút sợi còn lưu lại trên da, hung thủ gây án hẳn là một sợi dây thừng. Thời điểm người chết ngồi xổm đại tiện trong nhà vệ sinh, bị người từ phía sau đột ngột siết cổ. Dựa vào một chút mảnh da, Do người chết để lại trên tường xi măng Ngăn giữa vị trí ngồi trùm hổm đầu tiên Và vị trí ngồi thứ hai Khớp với vết chảy sau cổ người chết Đây là chứng minh người chết Từng đứng lên dãy ruộng Thế nhưng do vóc dáng người chết thấp bé Cao khoảng 1m65 Cộng với độ cao của tường xi măng 1m48 Vận hạn người chết sau cùng Vẫn là chạy không thoát Khỏi việc bị siết chết Hung thủ sau khi siết chết người đem đầu gối người chết uốn cong xuống phía sau lưng dựa vào tường xi măng tư thế thoạt nhìn như vẫn đang đại tiện mãi đến sáng sớm mới được phát hiện từ trên chiếc quần thể dục người chết mặc không thể lấy ra được dấu vân tay có giá trị từ vị trí ngồi chồm hổm thứ hai thu được một dấu giày rất mờ không có giá trị khám nghiệm hơn nữa theo điều tra từ 11 giờ 30 đêm đó đến tàng sáng khi thi thể được phát hiện có 11 người tiến nhập vào nhà vệ sinh hiện trường căn bản bị phá hỏng đội hình cảnh của Đinh Thụ Thành hôm qua báo cáo tình hình điều tra phỏng vấn nơi gây án là nhà vệ sinh bên trái lầu 3 ký túc xá Nam của đại học sư phạm toàn bộ ký túc xá phân làm 4 tầng 221 phòng trong đó 210 phòng ngủ 8 nhà vệ sinh một phòng đựng sách nằm ở lầu 1 một gian chứa đồ nằm ở lầu 2, một phòng trực ban nằm ở lầu 1. Ký túc xá mỗi đêm đúng 10 giờ 30 phút đóng cổng, rạng sáng ngày kế tiếp đúng 5 giờ 30. M. Số lượng nam sinh cư ngụ đủ các khoa: khoa ngoại ngữ, vật lý, luật học, nghệ thuật, tổng cộng 1311 người. Đêm xảy ra án mạng vắng mặt 83 người, trong đó 17 người ra ngoài thuê phòng đều đã điều tra rõ chứng cứ ngoại phạm. Đinh Thụ Thành nói, khi xảy ra án, 17 người này đang cùng người yêu ân ái. Một người là Ngô Hàm, sinh viên khoa luật năm 3, ngụ ở phòng 352, đang làm nhiệm vụ ở phòng trực ban. Theo người trực ban Tôn Mai nói, đêm đó Ngô Hàm lúc 11 giờ cùng bà nói chuyện phiếm ở phòng trực ban đến 3 giờ sáng. Sau đó Ngô Hàm trở về phòng ngủ, cũng không trở ra. Tôn Mai trong phòng trực ban Dan Len nghe radio đến 5 giờ sáng. 5 giờ đúng, Tôn Mai mở cổng ký túc xá. 5 giờ 15, Tôn Khánh Đông chạy xuống nói có người chết ở lầu 3. 22 người ra ngoài suốt đêm, được camera bên ngoài cổng ghi hình lại. Đã kiểm tra không có cơ hội gây án. Bởi vì qua camera ghi lại, sau 11 giờ không thấy ai. 11 giờ 15 phút, sẽ đem cổng trường khóa lại đêm đó có 20 sinh viên về nhà xem trận đấu cúp châu Âu giữa Hertha BSC Berlin và AC Milan vào sáng sớm. Mặt khác, 24 nhân viên vắng mặt tại phòng ngủ đang điều tra. Hình Chí Sâm vẻ mặt mỏi mệt nhìn Đinh Thụ Thành. Bất vả rồi. Đinh Thụ Thành cười cười tiếp tục báo cáo. Từ hiện trường vụ án phát hiện, trừ bỏ người có khả năng gây án đang được kiểm tra ra cũng không thể loại bỏ nhân viên bên ngoài trường có thể gây án. Trường đại học sư phạm bốn nằm vào đoạn đường sầm muộn, nhân viên lui tới tương đối phức tạp. Tường của trường đại học sư phạm cao một mét chín, một người trưởng thành có thể thoải mái trèo qua. Hơn nữa, tường viện ký túc xá hai liền nhau, Bốn chủ yếu ngăn với con đường bên ngoài. Đối diện chính là vườn động thực vật. Xem xét ký túc xá hai do niên đại lâu đời tuy rằng cổng chính dưới lầu đóng chặt nhưng cửa sứt mẻ không chịu nổi cửa sổ lầu một đều trang bị rào bảo hộ thế nhưng hai bên cổng chính có nhà giữ xe đạp hoàn toàn có thể dẫm lên mái nhà xe nhảy lên cửa sổ lầu 2 sau khi mở cửa sổ lầu 2 lẻn vào bên trong xem xét quan hệ xã hội của người chết người chết chu quân tính cách cởi mở có quan hệ tốt khắp nơi không chỉ ở trong khoa các khoa khác cũng quen không ít người quan hệ xã hội bên ngoài trường đều đã điều tra từ tình hình khảo sát phỏng vấn người chết chu quân bình thường đối nhân xử thế tương đối hiền hòa thích nói đùa không nghe nói từng cùng ai kết thù khi bị giết người chết không mặc quần áo đắt tiền Bí tiền trong áo chỉ có hơn 32 nguyên 8 nhân dân tệ hơn nữa cũng không có người nào lại ngu đến mức cướp của giết người đang đi vệ sinh, cho nên cơ bản có thể loại bỏ khả năng giết người cướp đoạt tài sản. Sau khi kiểm tra di vật của người chết, không phát hiện manh mối có giá trị. Tình huống căn bản chính là như vậy. Còn có Đinh Tụ Thành khép lại biên bản ghi chép. chiều hôm qua cục trưởng hỏi tình hình cụ thể của án kiện buôn lậu thuốc phiện kia hắn thăm dò nhìn hình trí sâm Tại sao anh không đi xem một chút? Hình Chí Sâm thở dài, đem mặt bụi giữa hai tay. Đoạn thời gian trước, đội hình cảnh thành phố bất ngờ tập kích vào một nhà khách, bắt được vài nhân viên hít thuốc viện. Trải qua thẩm vấn, kẻ nghiện thuốc khai ra vài tên trong độc phiến nguồn cung cấp thuốc viện. Trong cuộc sau khi nghiên cứu, quyết định an bài và trong đó kẻ nghiện thuốc giả trang thành người mua đến thành phố a hỗ trợ dẫn dụ độc phiến đường dây mua bán thuốc phiện lớn nhất triệt đề xóa sạch tập đoàn buôn lậu này hành động an bài tương đối chu đáo thế nhưng không nghĩ đến kẻ nghiện thuốc là mồi nhừ kỳ thật cũng là một người trong độc phiến kết quả thời điểm thu lưới gã thực hiện ám hiệu đã ước định nhắc nhở mục tiêu hành động thất bại không chỉ mồi nhử va mục tiêu song song chạy thoát hai cảnh sát tham gia hành động cũng bị trọng thương trước khi điều tra án mạng ở trường đại học sư phạm hình chí sâm vừa từ thành phố a thất bại trở về hình chí sâm châm một điếu thuốc hút hai hơi lại trầm ngâm nửa ngày lát nữa tôi sẽ báo cáo với cục trưởng án tử này của trường đại học sư phạm cậu mang theo hai người đi điều tra trước đi đinh thụ thành có chút mất hứng bởi vì hắn vẫn nghĩ muốn tham gia đại án buôn lậu thuốc phiện này hơn nữa thấy thảm trạng của hai gã chiến hữu lấy tư cách cảnh sát hắn càng thêm muốn tự tay đem độc phiến bắt về chịu tội trước pháp luật song mệnh lệnh chính là mệnh lệnh đinh thụ thành vẫn gật đầu tỏ vẻ tuân theo hình chi sâm nhìn ra cảm xúc của đinh thụ thành đứng dậy vỗ vỗ bờ vai hắn xem như cổ vũ trong mắt cục cảnh sát của thành phố C, đại học sư phạm phát sinh án mạng thật sự là một án tử không đáng để mắt, bởi vì án tử ở thành phố C mỗi ngày phát sinh hơn 10 vụ. Trong mắt bọn cảnh sát, cái chết của Chu Quân chẳng qua chỉ là đống hồ sơ trên bàn đợi phân tích, số liệu và tư liệu lạnh tanh. Thế nhưng ở đại học sư phạm yên tĩnh, hơn nữa ở khu 2, cũ nát mốc meo, lại là một sự kiện mang tính chấn động cùng ngày tin tức phương mộc bị gọi lên phòng bảo vệ hỏi liền chuyển khắp toàn bộ khoa luật hơn nữa càng lan truyền càng khó tin thời gian chỉ một ngày phương mộc đã nghe được phiên bản cậu bị bắt ngay trong lớp học phương mộc hăng hái chống cự lại sau đó bị vài cảnh sát cầm súng bắt thế cho nên buổi tối phương mộc trở lại phòng ở trong hành lang gặp vài bạn học cùng khu khác khoa ném ánh mắt khác thường không phải bị bắt rồi sao thái độ của vài người trong ký túc xá đối với phương mộc cũng rất khác thường né tránh giống như trong lúc vô ý biết bí mật gì đó của phương mộc phương mộc vừa tức giận vừa buồn cười lại không biết nên nói gì chỉ một mình nằm đọc sách trên giường mặt khác có vài người nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của phương mộc cũng không dám hỏi gì lần lượt lặng lẽ chạy ra ngoài buổi tối lúc 10 giờ một ám lại lặng yên không một tiếng động trở về cuối cùng lão ngũ giường trên vẫn nhịn không được thò đầu xuống dưới hỏi phương mộc hôm nay phòng bảo vệ hỏi cậu cái gì anh mắt phương mộc cũng không nâng lên nói hỏi tớ là tiền dâm hậu sát hay là tiền sát hậu dâm hơ, 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 cậu nhãi này lão ngũ ngượng ngùng cười cười bầu khí trong phòng ngủ lập tức thoải mái hơn vài người cũng xuống lại mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình phương bọc suy nghĩ một chút cảm thấy cảnh sát cũng chưa nói cấm cậu trở về kể lại nên cậu đem quá trình hỏi dò ở phòng bảo vệ nói một lần sau khi mọi người nghe xong trái lại trầm mặc hơn ban ngày sau một lúc lâu lão đại chậm rãi nói án tử này vài người mong đợi nhìn hắn rõ ràng không phải tự sát Sí. mấy người chăm miệng một lời nói Ờ, lão lại giả bộ tránh né bất quá cũng thật dọa người lão nhị phòng 348 nói hắn tối qua còn đi nhà vệ sinh đấy không biết có đúng lúc chu quân đã chết ở đó rồi chưa đúng vậy lúc này buổi tối tôi cũng không dám đi vệ sinh ở chỗ đó hay các cậu nói xem lão ngũ vẻ mặt thần bí nói có thể hay không không phải do người làm cậu đi chết đi đọc chuyện ma quỷ nhiều quá rồi à lão nhị nói không phải tớ nói lão ngũ ủy khuất chỉ tay xuống phía dưới cậu ấy nói đó phương mộc thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình cũng cuống cuồng thành mình. gì chỉ là một câu nói đùa các cậu đều đang học đại học cả rồi việc này cũng tin ư hơn nữa cậu ấy cũng không phải tinh tẫn nhân vong mọi người cười ầm lên liền theo sau tựa hồ cảm thấy không ổn lại tự giác ngậm miệng lúc này cửa mở ngô hàm vẻ mặt mỏi mệt tiến vào tay áo san lên cao trước ngực cũng dính chút nước các cậu đều ở đây à tám ca đêm nay vẫn trực à lão ngũ hỏi hả không tiểu trần khoa toán trực ban ngô hàm kéo tay áo xuống dì tôn nói sao cũng không dám vào nhà vệ sinh kia là tớ quét dọn chết tiệt mệt chết đi được cậu không sợ hả lão đại khẩm phục nói sợ cái gì ngô hàm bò lên giường của mình đem hai cái đuổi khoát lên thành giường nếu thật trông thấy tiểu tử kia tớ liền cùng cậu ấy hào hào nói chuyện sau đó sẽ phá được án tử lập công y thò đầu xuống phương mộc buổi chiều phòng bảo vệ hỏi cậu cái gì tiết lộ cho tớ chút tin tức bên trong đi hay tam ca anh không cũng hoài nghi âm chứ ôi cậu khẳng định không phải là hung thủ vẫn là tam ca hiểu rõ em phương mộc làm ra vẻ xúc động cậu không có lá gan đó mọi người lại cười ầm lên ngô hàm thu chân về đem chân màn trải ra giết người không phải là chuyện đơn giản. Phương Mộc muốn phản bác vài câu, há miệng lại không biết nên nói gì. Sắp tắt đèn, mọi người lấy chậu rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng, chuẩn bị ra ngoài tắm rửa. Đẩy cửa ra, không hẹn mà cùng hướng về một nơi khác, nhà vệ sinh đi đến. Phương Mộc là người cuối cùng ra ngoài, thấy Ngô Hàm nằm bất động trên giường hỏi: Tám ca, anh không đi hả? Ngô Hàm chùm chăn ồm ồm nói Không đi đâu Mệt chết đi được Ngủ Phương Mộc nhu nhún vai Đóng cửa lại rời đi Ban đêm Mỗi người đều ngủ không an ổn Thỉnh thoảng nghe tiếng ván giường cọt kẹt Ước chừng trước lúc rạng sáng Phương Mộc nghe lão ngũ nhỏ giọng nói Tôi muốn đi nhà vệ sinh Có ai muốn đi không? Nửa ngày không có hồi âm Lão ngũ ngượng ngùng nói vậy tớ cũng không đi phương mộc trộm cười lại càng không ngủ được nhắm mắt lại đầu óc đang không ngừng chuyển động qua thật lâu phương mộc mới phát giác bản thân luôn luôn nghĩ đến câu nói của ngô hàm giết người không phải chuyện đơn giản giết người thật không phải là chuyện đơn giản